về nhà nhá. Ừ? Hả? Về nhà nhá. Sẽ nấu bố thành vô việc nấu làm một món ăn chia tay em. Mẹ nuôi bố BB, ngày mai thì mẹ nuôi của BB sẽ về nhà mấy ngày. Hôm nay tôi có biết làm một món cùng một cá đấy. Có gì đâu? Ngoài này không? Bi ơi, Bi ơi, Bi đây, Bi. Bi ơi. Rồi, để ba ấy đó, đi ra cái nhá, ra cái ngồi. Ra cái đứng đi. Coi cháu được chưa? À, món trứng. Ôi. Mà trứng nó siêu ngon mọi người. Cháu được chưa? Ê. Hả? Cháu đồ nào chín đâu? Đồ nào chín đâu mà đi ăn? Xem mẹ làm cái rồi, mẹ làm được ăn cơm nhá. Ờ, con mẹ đây. Ờ, con mẹ làm gì đâu đây? Đi về nhà nhá. Ừ? Hả? Đi về nhà nhá. Ừ? Sao đi? Bê cái này ra ngoài đi để dọn ăn nhá. Tao bọc thực phẩm lại đấy. Bê lại đâu cho mày để dọn ăn đi nhá. Cái đi này. Rồi. Cái này ở đây là rất nhiều là ruồi muỗi nên là phải bọc thực phẩm.
ta lấy cái này. Đây. Bên nhá. Bên cho chú bán nhá. Bên được không? Ờ đi. Ờ đi nhá. Cơm đầu tiên đấy, cơm thì để đun cái cơm thôi, để đun cái đấy, đi ăn mình chắc Bi đói à? Bi đói à? Bi bây giờ cứ ra nấu ăn đi nấu, nào Bi ăn cho nào, mai cơm cho mày ăn nhỉ? Ừ, bóc trứng. Ngồi đây đi, ngồi đây. Ngon không? Ngon không? Nói anh được, mời đây anh. Đây, đi. Điện ngon đi. Ừ, ngon lắm. Thích. Em ăn đây được cái bí. Em ăn để về mua này. Đến mật rau nhá. Có nhá.
từ đó mình gửi đi. Ăn rau không? Ăn rau cá không? Không ăn rau. Không ăn rau, nào từ miếng rau nào. Ngon à? Hả? Hả? Nhiếp trứng không? Mà lấy miếng trứng nhá. Hả? Mà miếng trứng à? Ủa? Miếng trứng. Nghe này. Hả? 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 Ăn đâu nhá? Hả? Ăn nhá? Cơm tôi rồi đấy, uống sữa nhá, uống sữa nhá, ngon nhanh nhé. Bây giờ cơm hay cơm thì uống sữa nhá, như cơm đó, bình tĩnh lắm. Ăn này cơm uống sữa à? Biết rồi mình nhai cơm nguội nhá, cái ba ly sữa nhá nhé. Vi cầm sữa uống nhá. Đây. Vi cầm cầm lý nhá. Để má ăn cơm. Ừ. Này đấy. Ngon. Rất là bao giờ mà không biết. Đúng. Ừ. Dạ đấy, nó ngon mà. Em ngon. Bên ngon nè. Bị sáng mẹ ngồi đi. Thằng ôm mẹ đi từ mẹ về đó. Là ngoan lắm. Thằng ôm mẹ à? Đó. Đó. Em ăn được về muộn rồi. Nhà nó không chỉ về hết.